Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ. Kênh em có dư hai đôi vỏ loa bass 40 chép kèn của bác xịn đến từ USA ha. Một đôi bên đây là đôi Yamaha và đôi bên tay trái em là đôi Phi Vây model là SP-3. Bên trong là còn phân tầng ha. Mà phân tầng của loa Phi Vây đây. Hiện tại là cặp loa này họng chép nó đã dính liền với cổ loa chép rồi. Rồi mình có thể mở mặt sau ra, mở mặt sau này ra để gắn con loa bass 40 vô bên đằng sau nha. Và nó có một cái tem Phi Vây SP-3, công suất là 350W, trở kháng là 8 ohm nha anh em. Đây là phân tầng của loa, đường vô mà jack 6 ly. Cái cặp loa này nó hơi xấu một chút, nó hơi xấu nha, nên em tháo tháo rồi đem bán. Đó, nó hơi xấu trên đây nè anh em, nó xấu nó bị chóc sơn đó. Rồi ở đằng bên trong là còn đầy đủ cả phân tầng của loa đây. Rồi bên trong dưới đây nữa là những sợi dây điện này, sợi dây vô loa bass và loa chép ha. Và mặt ở dưới đây là một cái lỗ dành cho loa bass 40, mình có thể gắn loa bass ở đằng sau. Đó, mình mở cái nắp ra ha, mở cái nắp ở đằng sau ra là mình gắn vô được rồi. Để ở phía đằng trước nó có một cái tem Phi Vây SP3. Đó, lô bát là lô bát 40 ha. Cặp vỏ này còn tương đối là còn ok nha anh em, nó chỉ bị xấu một chút ở chân đầu thôi, bị chóc sơn thôi. Đó, như cặp vỏ này là mình xài cho loa chép kèn họng đại ha. Rồi ở phía dưới là lô bát 40. Đó, cặp vỏ này em đang bán là 3 triệu đồng cho một đôi nha anh em. 3 triệu đồng một đôi. Nó mặt sau đây. Nó mặt sau của hai loa đây ha. Đó, anh em có thể mua về mình gắn loa vô mình hát karaoke, loa bass loa chép vô ha. Nó cặp vỏ này là 3 triệu đồng cho một đôi ạ, model là Phi Vây SP3 đến từ bãi xịn USA nha anh em. Rồi cái đến là vỏ loa của Yamaha, cũng là bass 40, bên trên là loa chép kèn. Hiện tại có một con chép, con chép bẻ hết một góc này nè anh em, này bẻ hết một góc này nè. Đó, anh em có thể mua về xử lý lại ha, xử lý hoặc là mang ra thợ hàn mũ để cho nó hàn lại là đẹp ngay thôi. Đó, em không có thời gian nên em tháo rời đem bán rời ha. Đây là chép kèn nó bị bẻ hết một góc này, rồi góc này hơi xấu một chút, em sẽ về xử lý ngay sau cho các bác ha. Bắt đầu em sẽ xử lý cho. Rồi họng chép kèn này bên trong còn cả phân tầng, đó phân tầng để bông tia âm màu vàng, phân tầng cho lo bát và lo chép nha. Lo bát 40 còn đầy đủ cả ốc và e căng đây. Đây là chiếc e căng của loa này, để bông tia màu vàng ha, bên đây cũng vậy. Đó, phân tầng ở bên trong là bông tiêm ha, phân tầng màu vàng này, sợi thử tinh. Đây là dây ra lo bát và dây ra lo chép là màu xanh với màu vàng này anh em. Đó, xanh vàng đây ha. Rồi cái họng chép này còn đẹp này. Đó, cái họng chép này còn đẹp ha. Đây là Yamaha. Đó, Yamaha ở đằng sau có một cái tem là Yamaha S11535 đến từ bãi xịn ha. Đây là Made in USA này, nhập xịn của Mỹ nha anh em, Series 3. Đó. Rồi như cặp vỏ này bị xấu ở những chỗ em chỉ hồi nãy đó anh em. Rồi em bán cặp vỏ này là 2 triệu rưỡi ha, 2 triệu 500 ngàn đồng cho một đôi. Vỏ full bass 40. Đó, chấp kèm bên trên nó có họng rồi, còn ốc đầy đủ, e căng cũng đầy đủ luôn. Nó chỉ bị xấu ở chỗ này một chút này. Anh em nào mua em sẽ xử lý cho. Sẽ xử lý cho em nó chóc ra này anh em. Rồi một chiếc kèn nó bị mất hết một nửa ở đây rồi, mất hết một góc ở đây rồi. Đó, anh em có thể mua về chế cháo xử lý lại ha. Nó cặp loa này là giá 2 triệu 500 ngàn đồng cho một cặp vỏ và cặp vỏ Phi Vây là 3 triệu đồng ha. Các bác quan tâm đến cặp vỏ nào xin liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt.